tương tự tương đồng với ketamin, thì nó có tác dụng là nó đối kháng tương thanh thuận nghịch tại cái receptor H1. Đối kháng tương thanh thuận nghịch có nghĩa là sao? Đối kháng tương thanh thuận nghịch, đối kháng có nghĩa là nó sẽ giành cái vị trí kháng. Thay vì bình thường histamine được phóng ra thì nó sẽ gắn được trên cái receptor, bây giờ thì không, những cái chất này, những cái chất kháng dưỡng này nó dành, nó gắn được trên cái receptor đó. Nhưng mà ở đây nó có một cái sự tương tăng thuận nghịch, có nghĩa là cái thằng nào nồng độ cao hơn thì thằng đó sẽ dành được cái receptor. Nếu như cái nồng độ histamine cao hơn thì nó sẽ dành lại cái receptor, nó gắn được trên đó và nó gây ra cái tình trạng dưỡng. Còn nếu mà cái nồng độ thuốc cao hơn, những cái hoạt chất thuốc nồng độ cao hơn thì nó dành hết được cái receptor đó, nó dành trở lại cái receptor. Và lúc đó thì nó thể hiện cái tác động kháng diễn. Nên chúng ta có cái khái niệm là đối kháng tương tranh thuận nghịch. Nó khác với lại cái ức chế không thuận nghịch. Khi mà các chị dùng cái chất omeprazole á, omeprazole thì nó đến, nó gắn vào trong cái bơm proton ở bên trên cái mặt trong của cái dạ dày đó, nó gắn nó khóa luôn cái bơm proton lại, nó không có đạo. Thì cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách là nó sản xuất ra cái bơm proton khác, rồi nó sẽ tiết ra cái axit. Trong cái trường hợp đó thì mình gọi là nó ức chế không thuận nghịch. Rồi còn đối với cái chất histamine này và những cái chất khác histamine này thì nó có thuận nghịch. Cái ban đầu chúng ta uống thuốc vô thì nồng độ thuốc cao, thì nó sẽ dành lấy những cái tiểu tơ một, và dần dà thì nó sẽ bị đào thải, bị đào thải ra, và nó sẽ trả lại cái tiểu tơ một lại. Đây là cái cấu trúc của những cái thuốc. Đây là cái công thức tổng quát này. Chúng ta có cái hệ thống dòng hoặc là dị dòng, cái dây hydrocarbon và một cái amin ở phúc mạch. So sánh với cấu trúc của histamine là cái dị dòng, dây hydrocarbon và một cái amin ở phúc mạch. Rồi từ cái cấu trúc tổng quát này chúng ta sẽ phát triển thành 7 nhóm thuốc kháng histamine khác nhau. Kháng histamine H1 thì các chị 7 nhóm. Tem hóa dược đó nha, và các chị sẽ có 7 nhóm. Một là nhóm ethylenediamine, hai là cái nhóm cyclizine. Trong cái nhóm cyclizine này thì chúng ta có cái chất cyclizine hiện nay được sử dụng khá là nhiều. Chúng ta có cái chất cyclizine, và cyclizine này thì ngoài tác dụng kháng dị ứng, nó còn dùng để trị cái trường hợp chóng mặt do giảm tiền đình. Chúng ta có cái nhóm amino methanol, trong đây chúng ta có diphenhydramine. Diphenhydramine này dùng để trị sát lợn xanh. Chúng ta có cái casopenalin, là cái thuốc canh phát dùng để kháng dị ứng rất là tốt. Nhóm thứ tư là cái nhóm provinamine. Trên cái nhóm provinamine thì các chị có cái clofenilamine, đây là cái thuốc kháng dị ứng rất là rẻ tiền và không dùng. Chúng ta có cái nhóm benzimidazole, thì trong đó có cái acetomidazole thì nó kháng dị ứng tốt nhưng mà nó có một số tác dụng phụ, và hiện nay thì cái acetomidazole thì các chủ đích rất có sử dụng. Chúng ta có cái dẫn chất của phenothiazine. Trong đây các chị có cái chất rometazine. Thằng rometazine này ngoài tác dụng kháng dị ứng nó còn có tác dụng trị ho. Cái gì nữa? Nó gây ngủ nên nó dùng như là cái thuốc tiền mê. Đó là cái thuốc tiền mê. Rồi chúng ta đến cái nhóm thứ 7 là nhóm tricyclic. Cái nhóm tricyclic này các chị có cái chất loratadine. Loratadine thì hiện nay được dùng để kháng dị ứng rất là tốt. Nó thuộc cái nhóm này hiện nay. Và trên đây thì các chị còn có cái cyproheptadine. Cái cyproheptadine này thì nó kháng dị ứng và nó có cái tác dụng kích thích ăn ngon, kích thích cái trẻ em mà biến ăn á, nó ăn được và nó cảm thấy ngon. Ở đây có ai là trẻ em biến ăn không? Còn nếu mà các chị phân loại theo dược lý, phân loại theo hóa dược thì có 7 nhóm nha. Giờ các chị phân loại theo dược lý á, thì chúng ta có thuốc thế hệ 1, thuốc thế hệ 2. Đây là những thuốc thế hệ 1 và đây là những thuốc thế hệ 2. Điểm khác biệt của thuốc thế hệ 1, thế hệ 2 là gì? Đó là cái tác dụng phụ. Thuốc thế hệ 1 nó có nhiều tác dụng phụ lắm. Ví dụ như nó gây buồn ngủ, nó gây khô mắt, gây khô miệng. Còn cái thuốc thế hệ 2 á, thì nó không có những tác dụng phụ khi là buồn ngủ của bạn xuất hiện, hoặc là nó hạn chế rất là thấp cái tác dụng phụ này. Thuốc thứ hai đó là được cái nữa là nó có thời gian tác dụng dài. Những cái chất như là benzodiazepine
thì thời gian tác dụng rất là dài, một ngày chỉ cần một liều duy nhất một viên thôi là nó có thể đang duy trì được cái kháng nhiễm trong suốt ngày. Và thêm được cái nữa đó là cái thuốc thế hệ 2 này nó có tác dụng phụ lên tim mạch, nó gây sốc đỉnh rồi gây tử vong. Do những cái tác dụng phụ lên tim mạch như vậy thì người ta mới chấp chỉ định cái thuốc thế hệ 2 này cho trẻ em. Thường là trẻ em là không có được dùng những cái thuốc như là Peso hoặc là Lora, rất là hạn chế. Do nó có tác dụng phụ lên tim mạch. Thì hồi nữa chúng ta sẽ đi vào từng chất và chúng ta sẽ tìm hiểu cái tác dụng phụ đó nó nguy hiểm đến mức độ nào. Bây giờ chúng ta đi vào cái nhóm đầu tiên, đây là cái phương pháp tổng hợp. Các chị đi coi coi kỹ cái phương pháp tổng hợp ha. Cái nhóm methylenediamine á. Cái nhóm methylenediamine này nè, thì hiện nay không có thuốc nào hoặc chất nào trong nhóm này được tải nữa. Thành ra các chị coi đi đi cho vui rồi thôi bỏ hả mà không có xài. Bây giờ chúng ta đi vào cái nhóm thứ hai. Trong cái nhóm CDC này thì có cái chất sotirizine, đây là cái cấu trúc của sotirizine. Thằng sotirizine á, nó có một cái carbon bất đấu nằm chỗ này, thấy không? Đây carbon bất đấu này, thì chỗ này thành ra nó sẽ có độc hơn. Có là S, Cetro, Sotirizine, cái này Lovo, Sotirizine. Nếu mà chúng ta dùng với những hỗn hợp á, thì các chị có cái mặt chất Sotirizine. Nhưng mà nếu mà chúng ta tách ra, thì ta có cái Lovo, Sotirizine. Thì bản thân nó cũng là Sotirizine thôi. Nhưng mà tác dụng của nó thì nó mạnh hơn, tròn hơn. Đây là cái cấu trúc của Sotirizine. Các chị xem qua. Để thôi khỏi học nha. Cái thằng sotirizine thì nó được đưa vào sử dụng từ năm 1995 và được dùng trong những cái trường hợp như là viêm mũi dị ứng hoặc là mề đa. Ngoài ra thì nó được dùng trong những cái trường hợp như là viêm da dị ứng, hen suyễn, viêm mũi dị ứng theo mùa, vân vân và vân vân. Thằng này chống chỉ định trong cái trường hợp là phụ nữ có thai, đang mang bú, các bệnh lý về gan, họng và trẻ em. Trẻ em ở đây thì xác định cái độ tuổi đó là 12, nhỏ hơn 12 thì không chỉ định. Về cái tác dụng phụ của sotirizine á, thì bản thân là sotirizine là cái thuốc thế hệ 2, nó là thuốc thế hệ 2, nhưng mà nó vẫn còn mang một phần nào đó những tác dụng như là gây buồn ngủ, cái mất ngủ vẫn còn nha, chứ không phải là bỏ hết được hoàn toàn đâu. Ví dụ như các dụng cụ gây buồn ngủ á, thì khoảng 11% người sử dụng ở cái liều 50mg mỗi ngày vẫn có 11% người uống sotirizine và cảm thấy buồn ngủ. Nếu mà chúng ta tăng liều lên 10mg thì cái tỷ lệ này nó cũng tăng nha. Tức là cái tác dụng phụ gây buồn ngủ của sotirizine thì nó gia tăng theo cái liều và nó có thể bắt gặp ở những cái người nhạy cảm với lại cái chất này. Để đấy bán xong rồi thì thấy đi nghe luôn. Ai có chị nào uống sô-lô-li-zin mà bị buồn ngủ không? Rồi có ai uống cái pro-tê mà không bị buồn ngủ không? Thật ra thì tác dụng phụ mà gây buồn ngủ của cái thuốc kháng nhiễm theo một cái đề 2 nè, nó cũng tương đối thôi chứ không phải là nó đúng hoàn toàn. Tức là có người thì uống sô-lô-li-zin vẫn buồn ngủ, nhưng mà có người uống pro tê uống ba uống viên gì nữa cũng bình thường, không thành vấn đề. Về cái thời gian bán tải của thằng này khoảng 9 giờ khá dài á, và liều á khoảng 10mg hai lần trên ngày. Chúng ta đi đến cái chất diphenhydramine. Cái diphenhydramine này á thì nó là thuốc thế hệ 1, chắc chắn là gây buồn ngủ đó nha. Đây là cái cấu trúc của diphenhydramine. Cái này là tôi cá với các anh chị luôn á, là tôi không có
chiếu cái chữ dithyramin lên bản nha, bây giờ các chị đừng lỡ sách, các chị viết đúng cái chữ dithyramin không sai chính bản. Ai viết được là hay. Đó tên là dithyramin. Thường đó thì mình nói nhau đó là mình biết, nhưng mà thường viết lại thường ai viết sai chính tả chữ này đó thường đó. Cái là dithyramin này nè, thì ngoài cái đang bị dưỡng ra nó còn dùng chủ yếu trong trường hợp là sao tạp sang lộc sao tạp sang là chủ yếu, nhưng mà khi sử dụng ở cái mục đích là bị sao tạp sang đó thì nên uống trước khi xe nó khởi hành khoảng chừng 30 phút thì uống nó mới bắt đầu có tác dụng, chứ không phải là biết mình đi sai xe đi ra thì uống mua sẵn một liều đi về ra đi xong rồi bỏ túi, tới chừng mà xe chạy leo lên xe rồi rút thuốc ra uống cũng như không. À, lúc đó thì xe nó chạy đường nó gập ghềnh cái mùi khói xe, cái mùi xăng, thêm cái mùi người ta nữa, cái bắt đầu thấy khó chịu trong người, mới uống viên thuốc vô thuốc chưa kịp trả nữa nó nhỏ hết rồi. Nhớ là dithyramin là phải uống trước khoảng 30 phút để nó hấp thu thì mới có tác dụng. Còn một cái dạng chế phẩm khác nữa là cái miếng dán, thì bản thân cái miếng dán nó sẽ chứa cái hoạt chất uống rồi phải scopolamine. Có nhiều người giữ người dán cái hàng